Nãy đi chích nha các bạn. Dạ đây chích mấy con gà, chích cấm cho mấy con gà các bạn. Đấy, gần tới mùa lạnh tới rồi, mưa hồ xuống. Mình vô cái ốc. Sao vậy? Con chó nó bươi hay vậy? Ê, đang kéo cửa ra vô. Ờ, bắt nó đây gọi trơn các bạn. Nửa ký chích khoảng 0.3. Cái cây kim chích gà nè, mình đừng có, mình đâm vô con gà rồi mình đừng có đưa vô, đâm vô cái chai nữa nha. Tại vì cái chai này mình đâm nó dính máu á, mình đâm vô đây nữa nó mau hư thuốc lắm. Thuốc này ví dụ mình có thể mình khui rồi, nhưng mình để khoảng một tháng nữa, để tủ lạnh đó mình xài kỹ mình xài được nữa. Đó, cái cây kim gắn bên đây riêng, cây kim chích riêng. Nếu mà mình muốn tiêm thuốc vô thêm á, hết thuốc á, mình rút cây kim chích gà ra để bên đây đi. Rồi cái kim rút thuốc lại kim rút thuốc nha, còn cái kim chích gà là cái kim chích riêng nha các bạn, để chung gì nó dễ bị hư lắm. Rồi. Rồi trả lại cái kim của nó cho nó vô. Mình phải gắn cái kim chích vô riêng. Con này là chích khoảng nhỏ xíu như vậy là chích khoảng 0.1 thôi, 0.1 ml chút xíu được rồi. Cái này cúm gia cầm H5N1 thôi. Cái nhà đó mà thấy như mập mập lại chắc con ký chứ ngoài á, nó hơi ốm. Cái mấy cỡ đó đủ lông vậy là hay cân được á. Mấy gà giò giò nhỏ nó cỡ Tết là hay cân được, 2-3 tháng nữa là nó bự. Rồi. Tại gà này gà thả vườn nên nó chậm lớn hơn gà nó nuôi chiên thức ăn. Rồi.
nhiều cánh nó đẻ rồi. Vậy hả con? Nó chết thần chết cho mũi nha. Nha, nha. Thần thần. Ok, đi đâu? Đi đâu? Đến hoài. Đồ quay chút thịt hồi không có gì hết trơn. Bắt làm lại từ đầu không? Có biết sao làm lại từ đầu nữa. Đùa vô làm lại từ đầu nữa. Rồi. Mấy con này khoảng 100 gram nữa không? Hả? Con đó hả? Con đó cỡ chừng 300-400 gram á. Rồi cuối cùng mình bơm rất là khó. Nó kêu kho kho. Cái kia ngoài hết đủ lông hết rồi. Đây ốm con này có 200-300 gram gì. Nó thiếu rau hay gì? Nó ăn chuỗi chai rau rồi. Gà nó thiếu rau, thiếu vitamin. Năm con nữa. Sáu con nữa. Nó không ăn mà nó bư. Không thấy một quá, không thấy một miếng đất à. Quanh này bộ nó vui hơn bên kia, ở bên chỗ kia thấy nó trong nhà thấy nó chặt cứng. Mà đây thả ra thoải mái, không? Mát mẻ hơn bên kia, ghế giữa hầm á. Cúng cười. Rồi. Quay vòng nữa. Giờ máy này chắc chết nữa xe. Có cặp cửa thấy không?
cái chùm. Gà này thịt đỏ không quá. Chưa ra chân nữa mà thịt đỏ. Mấy mùa lá rụng rồi đó. Rồi. Cái con có cái vằn trên cổ á. Đó con đó, đó con đó. Một con trống mà cai quản ba con mái. Mái lựa lại á, chọn lại diễn qua đó quá trời. Rồi, rồi. Này là đúng là tam thê. Nó giống giống là nhà máy đó. Ủa mấy nhà máy này ở đâu vậy? Mấy nhà máy này ra đó, ngày mai. Nhà gà này có đâu? Cắt cái dây này. Có cầu quẹt đốt cái. Thả vô chuồng số 3 con đi chung với gà trống hai gà mái kia luôn đi. Con này chơi thấy thể dục buổi chiều hả? À? Rồi coi. Lấy cái này á. Cái chai này mình rút kim ra mình để lại, mình cột miệng chắc lại là mình xài tiếp nữa nha các bạn. Để tủ lạnh để ngăn mát thì xài vài tháng nữa cũng không thành vấn đề đâu. Xài nhiều rút ra nhiều đây, đừng có bơm ngược cái vô nha, dư thì bỏ chứ đừng có bơm ngược cái vô, vậy là được. Ơi vinh bảnh đi, cái này cỡ là ở đây mình xài quen cái này các bạn. H5N1 chủng R6 nè, V6 nè. Sau một cơn mưa dắt các bạn đi một vòng tham quan nha các bạn. Thì cái vaccine này nãy đó H5N1 đó, mấy các bạn nên chích cho gà nha, gà lớn gà nhỏ gì cũng nên chích để ngừa cái bệnh bệnh cúm á. Mùa lạnh này dễ bị bệnh lắm nha các bạn đó. Tả thì mình ngừa rồi rồi đó, quay cho các bạn xem em gà trong vườn của mình đó. Ồ, quá trời chạy cời cời hết trơn. Qua 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 mạnh đứa nào nó chạy nó mạnh đứa nào nó chạy luôn. Rồi, thôi mình kết thúc video đây nha. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới nha các bạn. Mình trả lời cho các bạn nha.